Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Wow, chúng ta cùng chờ cái tiếng rô của mọi người nào. Ôi, rô, rô, wow. Hoàng Đình Thiệp xin chào quý vị, chào tất cả mọi người. Tôi đang có mặt tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tham dự một cái chương trình triển lãm chào mừng một cái lễ kỷ niệm rất là ý nghĩa. À, hình như là đấu giá hay sao? À, chúng ta sẽ cùng vào xem đấu giá nha. Em tranh thủ quay một tí, không tí nó tối. Vâng, bây giờ phải chạy vào xem là các anh ấy đấu giá nào. Vào đây cổ vũ các anh ấy đấu giá, các anh ở Hiệp Lực Ninh Giang Hải Dương đấu giá. Mời cả nhà xem ấy. Khung cảnh tuyệt vời không? Quá là tuyệt vời, đẹp ơi là đẹp luôn. Ở đây là một cái đài tưởng niệm ngày Bác Hồ về đây, nên là cái không gian này nó mới lại đẹp được như vậy. À, chúng ta sẽ cùng đi vào trong cái khu vực là các bạn ấy đang như là bị đông giá. Có chi phí anh gửi bao nhiêu tiền? 1 triệu anh gửi câu đầu tiên. À, 4 triệu, 4 triệu câu đầu tiên, 4 triệu, 4 triệu. Em xin lỗi anh gửi nha, xin lỗi gửi nha. Xin lỗi. Vâng, buổi qua đang giao lưu. Xin lỗi anh gửi ơi. Không, đây là đấu giá câu đầu tiên. Vâng, xin lỗi anh gửi nha. Kinh ngầu, xem kinh ngầu. Vâng, thay mặt anh em câu đầu. Kinh ngầu có một cái bộ bông rất là đây này. Gốc đẹp đấy. Vâng, xin cảm ơn. Cái đường bộ được rất cảm ơn anh Thủy Thanh Hương đã giả cây ngâu rất xanh rất đẹp giá 4 triệu. Còn tất cả các đơn vị anh em bạn bè các cô dì chú bác có ai được kinh kinh nữa chào bác nhé, những người giơ tay đầu tiên. Đây, chào bác giả nhất và bác đẹp trai nhất bác ơi. Tôi trả cái này là đi 6 triệu rưỡi. Vâng, anh em ơi. Bác ơi, bác tên gì để em có biết nhỉ? Bác giới thiệu chính nhỉ? Tôi là Phạm Hiểu Hoàng ở câu lạc bộ huyện Tứ Bảo, Hải Phòng. Vâng, anh ơi. Rất cảm ơn anh Hoàng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã đưa cái đơn giá. Vâng, anh ơi. Vừa được cây này là lên tới 6 triệu rưỡi rồi. Giờ có đơn vị nào lên cho anh? Được một anh cháu đẹp, rất đẹp dài, rất đẹp dài, rất trẻ, rất trẻ, rất trẻ, rất trẻ, rất trẻ. Đây, chào anh nhá. Đâu. Chờ xem là còn lên đây này, đã lên tới 8 triệu rồi các anh ơi. Chưa bằng một cái ốc ô tô mà chưa bằng một cái xe đạp nhỏ nhỏ đấy. Chờ xem là các bác ơi, một đơn vị còn ai trả giá cao hơn xa 8 triệu không gần và rất gần mà lại xa dần rất là... Xin các anh em ơi, có chiếc giơ tay lên không? Cái khung cảnh tại Hiệp Lực tuyệt vời không? 8 triệu rồi. Mọi sinh vật cảnh sát 8 triệu rất là cao, quá cao rồi đấy. Mà cũng không phải là cao đâu. Động cơ
viên như trong câu lạc bộ Hiệp Lực có một cái để duy trì trong tất cả các cuộc sinh hoạt, không phải một anh miệng cái này anh em ơi. 8 triệu có ai có bác chú nào giơ tay lên không? 8 triệu lần thứ nhất rồi anh em ơi, để em còn cho các bác ăn cơm và uống rượu cho nó vui vẻ đi có kỳ, không thể kéo dài được. Cái cuộc này thật cận nhưng mà thật dài, nhưng mà cái câu này cái đợt này là rất chờ vui. Xem là còn ai trả giá cao hơn 8 triệu đấu giá còn gây cấn hơn là tại sàn SBC nhé các bạn. Đúng thế, nhận cao cao mãi mà cắt hết rồi, cảm ơn. 8 triệu xứng đáng là của bác Tâm rồi. Hôn xe anh ơi, hôn xe cho tay cảm ơn. Mời anh lên. Mời chủ nhân lên chụp ảnh em ơi. Nào mời chủ nhân lên đây. Lên hình nào. Ok ok. Anh ơi, mời bác chủ nhiệm, không sao mà anh gần. Mời bác có một cái, anh Thiếu ơi. Mời anh cần lên, anh cần đâu. Thiếu anh cần kìa. Cả cần nữa, cả cần nữa. Rồi, anh quay đây em cái. Một người chủ đây đã thấy là rất vinh dự. Quay đây em đây. Chúc mừng các anh nhé. Giới thiệu. Alo. Thưa các anh chị, thì em có một cái tác phẩm nhỏ tặng câu lạc bộ bên cạnh đó. Đây em rất là vui và em có tiền khoản cũng là cũng như một của anh em câu lạc bộ được. Cảm ơn anh đã chia vui cùng với bọn câu lạc bộ em. Ok, đấu giá thành công. Chúc mừng các anh câu lạc bộ Bonsai Hiệp Lực. Chúc cho câu lạc bộ thành công tốt đẹp. Quá tuyệt vời, thành công. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị lại tiếp tục. Chúng ta đi thưởng lãm các tác phẩm tại cái cuộc triển lãm này nha. Đây là đấu giá thành công một cái cây ngâu với giá trị là 8 triệu đồng. Đang ngắm dở cây si này. Cây si này cũng cổ kính quá. Biết của anh Hải Đăng à. Ui đẹp đấy, có điều là nó hơi đầy bóng, theo tôi thì hơi mở ra một chút để cho nó view vào trong thì nó tuyệt vời hơn. Cái xì cổ già ơi là già luôn, bóng nó rất là đều ấm cực đẹp. Đẹp quá, xì đẹp quá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng ngắm cái liên hoa đài của anh Nguyễn Văn Vương. Những cây này mà nó có cái không gian nhà cổ, nó mà quý vị đề co thêm một hai cây long hoặc là hai cây trực thì sẽ rất là tuyệt. Cái tác phẩm này đặt ở chính giữa rất là đẹp nha, cái thân ở trong rất là kỳ dị, nó biến hóa hóa rất đều. Quả wow, con này có cây long đẹp, cây long đẹp quá này, cây long rất già nhá. Mời cả nhà ngắm xem cái bệ của nó phê chưa. Ui cái bệ nó còn rất là khô nhá. Wow cây này nó rất là hay, nó có một cái đường rễ này chạy thẳng phát xuống đây luôn. Ôi đẹp. Nếu ở về sau thì nó cũng có thể phải hãm, chứ nếu không là cái đoạn này nó hơi to thắt. Ở cái đường dưới này này, cái thần tử nó rất là to. Là ngày trước thì nó đường nét cây tử chạy như nào, và bây giờ thì nó rất là to bự luôn. Thêm những cái tác phẩm nữa. Ok xin chào. Ô sang đây chơi à? Ở gần quê đi. Quê Ninh Giang luôn à? Gần đây. Tuyệt quá.
chúng ta sẽ ngắm cái cây đa của Vũ Văn Cần, một cây đa làng rất là ý nghĩa. Văn Cần, cây đa này đẹp quá. Cây đa này cũng là một trong những cái tác phẩm đa xuất sắc ấy, đẹp. Cây đa cổ của một nghệ nhân năm nay cũng gần 90 tuổi rồi đã tạo tác, và sau đó là nhượng lại cho Cần. Ngắm xung quanh cái bóng, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái thân. Thân nó chạy rất đều, nghệ thuật. Già quá. Tôi đã ghi hình cái cây này từ cái thời điểm bắt đầu Cần cho làm lại, xử lý lại. Rất tuyệt vời, cây si này. Wow, một cây xanh bóng rất là cân đối hài hòa. Xanh cổ. Trời bây giờ gần tối. Cây này đẹp thật đấy. Cây rất cân đối, bóng cổ, tuyệt đẹp. Xem cây này của ai nhá. Chậu cảnh Tùng Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cây còn rất khô, bệ chưa được nuôi luôn. Cây này mà nuôi lên kinh khủng. Stem trong này. Lên cái tem rất đẹp, tem tuyệt đẹp luôn, trắng mốc. Nếu mà chơi cây cổ thì những cây này là những cây rất dễ chơi và sẽ rất nhiều người thích. Wow, cây xanh quê đẹp chưa, rất là thần thái nhá. Cây này nó bắt hình cực kỳ luôn. Một cái rễ này, một cái cây thân rễ, dâu rễ thôi, nhưng mà cái cây này nó bệt luôn, tan mắt võng, dáng rất thần thái, tuyệt đẹp, già thôi rồi luôn, lá cũng rất đẹp. Cây quanh Huy Tùng. Đẹp đấy. Cây xanh bản thân, cây này rất là kỳ dị. Đường nét hơi lòng ngoằng, nhưng mà nó lại có cái tính thiên nhiên. Nhiều cây quá, quá nhiều luôn. Cây thế cổ. Một đôi luôn nhé cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5. Cũng là trực xoắn 5 bông. Đây cũng còn nhiều cây quá. Chuyển nhân đến Hải Quảng Ninh, xanh cổ. À, cây này là cây xanh Hạc Lập này. Tôi nhớ không nhầm thì đây là cây xanh Hạc Lập của Vũ Văn Cần. Vũ Văn Cần đúng rồi, cây xanh Hạc Lập. Một cây xanh cổ, đúng thế, Hạc Lập. Rất già. Xanh cổ đẹp quá. Bây giờ những cây xanh cổ được mọi người quan tâm nhiều, thì bây giờ nhìn những cây này mới thấy là nó tuyệt vời. Cách đây mấy năm khi tôi bắt đầu vào chơi cây chưa hiểu, và lúc đấy phong trào chơi xanh cổ không mạnh, thì nhìn tôi chưa cảm nhận được, và cũng rất là nhiều người cũng đánh giá không cao. Nhưng bây giờ thì thật sự nhìn lại mới thấy nó đặc biệt, rất là quý. Để tìm được những cây xanh đẹp như thế này không đơn giản chút nào. Rất xứng đáng để quý vị các bạn lưu tâm. Thích thì chơi thôi, nhấc về. Chúng ta chỉ có một cái cây
chủ nhân là anh Thiếu Si, một cái cây si rất là đẹp, cái lá nó nhỏ tí luôn. Bết bát luôn, ngay góc cái bể. Rồi chúng ta sẽ ngắm một cái tác phẩm có lẽ là quý nhất ở đây, trong cả cái sân chơi này luôn. À, không biết là mọi người đánh giá như nào, nhưng tôi thì chắc chắn là đánh giá đây là cây quý nhất rồi. Hình như là không nhầm thì cây này cũng mới tham dự triển lãm. À, cây của chú Cường Thóc. Đúng rồi, đó là một cây xanh quý, rất là quý. Và cũng mới ghi hình tại triển lãm, cái buổi ra mắt hội bonsai 1977 Hà Nội. Cây rất già và khô. Đây, chúng ta sẽ ngắm một cây xanh của anh Quốc Trọng bonsai Cổ Mộc Long Vân. Nét dáng cũng rất là hay, mà đặc biệt đây, cây này nó có cái bệ rất là nhũn. Cây này đặc điểm là nuôi nhiều rễ trống, chính vì vậy mà cái thân nó hơi nhỏ ở đoạn trên, nhưng mà chính vì thế nó mới tạo ra rất là nhiều những cái nét kỳ dị trong cây này, tạo đường nét rất nghệ thuật, phá cách một cây long luôn, rất là trang trọng, với một cái đôn rất cầu kỳ với một cái thống. Wow, ở đây tôi nhìn thấy có một cái cây xanh quê rất là đẹp nhé. Ở bên này đây một số cây xanh cổ nữa. Không gian trưng bày cũng khá là sạch sẽ, gọn gàng. Cây chi cổ của anh Phạm Công Vinh. Đây. Vâng. Cây này nó giả thế nhỉ. Nhất Long bàn thạch của anh ấy. Anh mới lấy à? À.